Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023. Hòa Bình sẵn sàng cho lễ hội cá tôm sông Đà lần thứ nhất, hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm ô cốp vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành thảo luận về cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 ngày 25 tháng 10 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số sự thảo luận, báo cáo kết quả kiểm phiếu và biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt buổi sáng, Quốc hội kia báo cáo kết quả thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và thành lập ban kiểm phiếu, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín với các mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự thảo luật căn cước. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc xây dựng dự án luật căn cước có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. Dự án luật không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa giấy tờ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, mà còn có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu giải trình vấn đề đại biểu nêu liên quan đến thông tin trong thẻ căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, tính bảo mật thông tin của công dân, thẩm quyền khai thác, thu thập thông tin của công dân, thẩm quyền cấp đổi thẻ căn cước, về giấy chứng nhận căn cước, tên gọi dự thảo, giải thích từ ngữ. Với không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ trí tuệ, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm cao của các đại biểu đối với sự thảo luận. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật viễn thông sửa đổi. Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Với 470 trên 472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành bằng 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, bảo đảm nghiêm túc đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và nghiêm túc. Đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị khẩn trương nhưng thận trọng, nghiêm túc và trách nhiệm cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan và những người được lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội đã thống nhất cao thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Ngày 25 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2023. Sự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với từng loại hình ngành nghề, thu hút đông đảo cán bộ công chức viên chức, công nhân và người lao động tích cực tham gia. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến về lao động sáng tạo, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình công nghệ giúp cải thiện môi trường làm việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải phóng sức lao động. Đặc biệt hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, các cấp công đoàn và đoàn viên công nhân viên chức lao động trong tỉnh đã hoàn thành 25.692 sáng kiến, trong đó có 24.800 sáng kiến hợp lệ đạt 408% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao, thuộc top 10 trên 82 đơn vị có nhiều sáng kiến, xếp thứ 5 toàn quốc về tỷ lệ sáng kiến, với tổng giá trị làm lợi của các sáng kiến tham gia chương trình trên 272 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả của các tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến tới cơ sở tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước và tự hào toàn dân tộc, thúc đẩy phong trào cách mạng thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng vào cuộc gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua yêu nước diễn ra một cách thiết thực, hiệu quả và công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành một động lực góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 100 cán bộ công nhân viên chức lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2023. Ngày 25 tháng 10, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân năm 2023 với chủ đề Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh và thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại hội nghị đã có 18 ý kiến kiến nghị của hội viên nông dân xoay quanh 4 nhóm vấn đề chính gồm phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, vấn đề tài nguyên môi trường, vấn đề chính sách nông nghiệp nông dân nông thôn, vấn đề an sinh xã hội. Trong đó có nhiều câu hỏi nổi bật như giải pháp hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ nông sản, đề xuất xây dựng chợ đêm ở Bà Cò để tạo thuận lợi cho các hoạt động du lịch cộng đồng, việc tiếp cận các nguồn vốn để nông dân đầu tư sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Trên tinh thần cầu thị dân chủ cởi mở, thẳng thắn và lắng nghe, các ý kiến tại hội nghị đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành trả lời trực tiếp và cung cấp thêm các thông tin đến hội viên nông dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành các huyện thành phố cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất kịp thời các chính sách nhằm hỗ trợ tốt nhất cho nông dân, tăng cường thúc đẩy hỗ trợ liên kết sản xuất giữa nhà nông và các doanh nghiệp hợp tác xã từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các hội viên hội nông dân cần thấy được trách nhiệm vai trò của mình, phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo, vươn lên trong sản xuất, có trách nhiệm trong sản xuất ra các sản phẩm sạch, an toàn, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, phát triển các vùng hàng hóa thế mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao, bền vững. Ngày 25 tháng 10, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương nông dân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi và đánh giá kết quả thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023 và phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo hội nghị. 93 đại biểu nông dân xuất sắc đại diện cho trên 130.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh sự hội nghị. Giai đoạn 2021-2023, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phát động phong trào và vận động hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bình quân hàng năm có trên 67.200 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và có trên 36.000 hộ được công nhận đạt danh hiệu ở các cấp từ trung ương đến cơ sở, chiếm 53,4% hộ đăng ký. Nhiều hộ nông dân đã phát huy được tính chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh giai đoạn 2021-2023. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục triển khai tốt các chính sách của Trung ương của tỉnh về hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội viên nông dân trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới cách thức sản xuất, kinh doanh, phù hợp với cơ chế thị trường, liên kết với tổ hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập.
Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 93 hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2023. Ngày 25 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm ô cốp vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023 làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội và hội chợ. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại khu vực Đê Đà Giang thuộc phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, nơi diễn ra lễ hội cầu ngư và thả hoa đăng trên sông Đà. Đây là hoạt động đầu tiên của lễ hội diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày 26 tháng 10. Hiện nay công tác chuẩn bị như trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường, vị trí bến đậu đỗ hai bên bờ sông của thuyền bè, đường lên xuống đã được hoàn tất. Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra khu vực diễn ra lễ khai mạc vào 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10. Các khâu chuẩn bị cho đêm khai mạc đang được các thành viên ban tổ chức gấp rút hoàn thành. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên trong ban tổ chức lễ hội và hội chợ chuẩn bị chu đáo các điều kiện như phân luồng giao thông, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, cảnh quan đô thị trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định hiện hành về quản lý hoạt động công tác tổ chức lễ hội và hội chợ trên địa bàn tỉnh. Các nghi lễ và hoạt động diễn ra trong suốt lễ hội đảm bảo yếu tố văn hóa truyền thống đặc sắc của Hòa Bình, qua đó giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch, các sản phẩm nông nghiệp ô cốp của tỉnh, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm ô cốp vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023 diễn ra trong 5 ngày từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Đây là dịp quảng bá phát triển ngành thủy sản và du lịch tỉnh Hòa Bình. Công tác chuẩn bị cho lễ hội và hội chợ đã cơ bản hoàn tất. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy hải sản Hải Đăng, thành phố Hòa Bình là doanh nghiệp đầu tư liên kết nuôi cá sông Đà theo chuỗi giá trị Việt Gáp với quy mô trên 200 lồng cá, chủ yếu là các loại cá lăng đen, lăng vàng, diêu hồng, chấm đen, chép tầm. Sản lượng mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 500 tấn. Tham gia lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, công ty chuẩn bị 3 dòng sản phẩm chính như cá tươi sống, sản phẩm cá phi lê và một số sản phẩm cá chế biến để quảng bá giới thiệu đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Có một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là tôi có một chef đầu bếp chuyên về văn hóa ẩm thực tại Việt Nam. Đầu bếp sẽ quảng diễn cái món cá đặc sản trong cái ngày hôm đó để cho khách tham quan trải nghiệm. Sản phẩm cá của chúng tôi nuôi được đó là có hai cái món chính, đó là cá trộn hành tím và món thứ hai đấy là chả cá Hà Thành. Khách có thể là đến tham quan trải nghiệm rồi mua sắm, chúng tôi sẽ có khu sơ chế và chúng tôi sẽ sơ chế đóng gói để cho khách quý khách tỉnh bạn tới có thể mang về được ạ. Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm ô cốp vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023 được diễn ra tại thành phố Hòa Bình và ba huyện Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc, gồm các nội dung lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà. Hội nghị chuyên đề ngành thủy sản toàn quốc với chủ đề phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa, chương trình khai mạc lễ hội, giải thi câu thể thao trên lòng hồ Hòa Bình gắn với quảng bá nét văn hóa và giới thiệu cảnh quan du lịch Hòa Bình, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, tọa đàm khuyến nông chuyên ngành thủy sản, chủ đề giải pháp bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà. Tổ chức không gian trưng bày giới thiệu di sản văn hóa tinh hoa ẩm thực truyền thống, tổ chức trưng bày trên 200 gian hàng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Trong khuôn khổ lễ hội và hội chợ sẽ khánh thành tuyến phố đi bộ đầu tiên tại thành phố Hòa Bình. Công tác chỉnh trang đô thị, vị trí đỗ thuyền bè phục vụ cho lễ hội cầu ngư và 2.000 bông hoa đăng thả trên sông Đà diễn ra vào tối ngày 26 tháng 10 tại khu vực hạ lưu sông Đà đang gấp rút hoàn thành những công việc cuối cùng để phục vụ lễ hội. Rất vinh dự cho thành phố Hòa Bình tổ chức lễ khai trương vào dịp tỉnh tổ chức lễ cầu ngư và thả hoa đăng trên sông Đà.
Hiện tại công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Ban chỉ đạo kinh tế đêm của thành phố đã chỉ đạo công an thành phố cũng như các lực lượng chức năng đảm bảo công tác an ninh trật tự. Trong chương trình khai trương phố đi bộ thành phố Hòa Bình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cũng như các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của Hòa Bình, hứa hẹn sẽ mang lại sự hấp dẫn cũng như để thu hút khách du lịch. Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động trên sông nước. Để quá trình tổ chức lễ hội và hội chợ bảo đảm mang yếu tố văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh, các tiểu ban tổ chức và địa phương liên quan đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm trong và ngoài các khu vực tổ chức các hoạt động của lễ hội và hội chợ. Đến giờ phút này thì công tác chuẩn bị đã cơ bản, như là công tác chiêu thương đối với các cái tổ chức cá nhân, các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã, rồi các cái công tác tổ chức lễ hội như là tổ chức họp báo, rồi tổ chức các cái chương trình sự kiện từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Chi tiết tất cả các cái nội dung và kịch bản thì cũng đã hoàn tất. Rồi công tác tổ chức họp ban tổ chức lễ hội, phân công cho các thành viên của ban tổ chức lễ hội, rồi công tác chỉ đạo của các sở ngành xung quanh cái việc thực hiện cái công tác phối hợp cũng đã được hoàn tất. Với sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo, lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023 sẽ để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng ở huyện Đà Bắc đã giúp người dân trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó, Agribank chi nhánh huyện Đà Bắc là người bạn đồng hành cùng người nông dân trong quá trình giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là khách hàng lâu năm của Agribank chi nhánh huyện Đà Bắc, anh Lường Xuân Giang ở xóm Tình, xã Tú Lý được tạo điều kiện vay 300 triệu đồng. Trên diện tích 3,4 hectare của gia đình, anh Giang đầu tư trồng trên 700 cây bưởi diễn. Ngoài ra, anh còn nuôi bò và nhận thầu hồ của xã để nuôi thả cá. Nhờ sử dụng nguồn vốn vay phù hợp cộng với sự cần cù chịu thương chịu khó nên mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế. Năm 2022, sau khi trừ chi phí, mô hình trồng trọt và chăn nuôi đạt thu nhập trên 300 triệu đồng. Mình thì cũng là khách hàng lâu năm của ngân hàng, vay chủ yếu là đầu tư vào nông nghiệp. Thì trong cái dịp gần đây nhất thì cũng đầu tư vào trồng cây ăn quả và chăn nuôi cá. Hiện nay thì gia đình cũng có diện tích đất phối hợp cả anh chị là khoảng tầm trên 3 ha, thì cũng trồng bưởi được 7-8 năm nay rồi. Hiện nay cũng vẫn còn ngân hàng cũng luôn luôn tạo điều kiện cho vay vốn để tái đầu tư. Huyện Đà Bắc là địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Cùng với các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, hỗ trợ xóa nhà tạm, huyện đã tập trung triển khai các chương trình cho vay vốn ưu đãi nhằm tạo điều kiện tối ưu giúp người dân, nhất là hộ nghèo phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Để đưa đồng vốn phát huy hiệu quả, đội ngũ cán bộ phòng giao dịch Agribank chi nhánh huyện Đà Bắc luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với đầu mối nhận ủy thác nguồn vốn, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay của hộ dân để đánh giá hiệu quả chính sách tín dụng. Được sự hỗ trợ vay vốn của nhà nước thì bà con đa số là sử dụng đúng mục đích để sản xuất kinh doanh. Nhưng mà với các nguồn vốn bà con rất quan tâm, lo lắng về cái vay vốn rồi thì có sử dụng cho nó có hiệu quả để làm phát triển kinh tế gia đình. Từ những cái thu nhập từ trước đây, những cái hộ chỉ có bình quân là 20-30 triệu, hiện nay là trên 40 triệu đồng người trên một năm. Và mong muốn ngân hàng tạo hết sức tạo điều kiện để có cái nguồn vốn sớm cũng như là đầy đủ để cho các hộ xuất kinh doanh. Với mục tiêu tạo động lực cho các hộ nông dân phát triển kinh tế, Agribank chi nhánh huyện Đà Bắc hiện đang duy trì 148 tổ vay vốn với trên 6.300 khách hàng được vay vốn. Tính đến thời điểm này, tổng dư nợ đạt trên 974 tỷ đồng. Chú trọng cao đối với hoạt động truyền tải vốn, cung cấp tín dụng tới các hộ sản xuất kinh doanh trên toàn địa bàn huyện. Và trong thời gian vừa qua thì cũng đã góp phần một phần không nhỏ đối với công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương, đặc biệt là các hộ khách hàng vay vốn của Agribank Đà Bắc chúng tôi đã sử dụng đồng vốn rất là hiệu quả, góp phần
phát triển kinh tế của gia đình, đặc biệt là các cái lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp. Thông qua sự phối hợp của các ban ngành, nhất là các đoàn thể tại cơ sở, đồng vốn từ ngân hàng luôn được đảm bảo giao đúng đối tượng, phù hợp với chính sách ưu tiên của địa phương, phục vụ mục tiêu chung phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. Các nguồn vốn đã và đang giúp người dân huyện Đà Bắc, nhất là hộ nghèo, có thêm cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Israel và chính quyền Palestine ngày 24 tháng 10 đã tham gia cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York. Tại cuộc họp, hai bên đã cáo buộc nhau về cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas. Bộ trưởng Ngoại giao chính quyền Palestine Riyad al-Maliki cáo buộc Israel đang tiến hành các cuộc tàn sát một cách thận trọng và có hệ thống nhằm vào dân thường Palestine và hành động này cần phải chấm dứt. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen cho rằng Hamas giống như Đức Quốc xã mới và Israel cùng các nước cần hợp tác để đánh bại lực lượng này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo căng thẳng giữa hai bên vẫn leo thang. Ông cho rằng Israel phải đạt được nhu cầu về an ninh và người Palestine phải hiện thực hóa nguyện vọng của mình về một nhà nước độc lập. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cần ngăn chặn giao tranh lan rộng. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới Jerusalem và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tổng thống Pháp kêu gọi khởi động tiến trình chính trị giữa Israel và Palestine, đồng thời nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước có ý nghĩa then chốt nhằm giải quyết xung đột Trung Đông. Ngày 24 tháng 10, Ủy ban châu Âu đã đưa ra một loạt biện pháp để ngăn chặn tình trạng thiếu thuốc, khan hiếm thuốc trong tương lai. Động thái này được đưa ra sau các báo cáo vào mùa đông năm 2022 về tình trạng thiếu thuốc ở các hiệu thuốc, cửa hàng dược phẩm. Trong số các biện pháp mà Ủy ban châu Âu đưa ra có cả việc triển khai ngay cơ chế đoàn kết tự nguyện trên toàn EU về dược phẩm. Theo đó, một cơ chế tự nguyện giữa các nước thành viên để đảm bảo lấp đầy khoảng trống về thuốc trên toàn khối trong mùa đông năm nay sẽ được thiết lập. Cơ chế này cho phép các nước thành viên liệt kê danh sách các loại thuốc đang khan hiếm ở cấp quốc gia, sau đó thực hiện phân phối lại các loại thuốc giữa các nước. Tháng 4 năm nay, Ủy ban châu Âu lần đầu đề xuất sửa đổi lớn các quy định dược phẩm của khối. Hiện EU đặt mục tiêu khôi phục một số hoạt động sản xuất, tăng cường dự trữ cũng như thiết lập một số năng lượng sản xuất dược phẩm dự trữ trong trường hợp khẩn cấp như trong đại dịch COVID-19. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAE vừa cho biết nhu cầu toàn cầu về nhiên liệu hóa thạch sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 do sự gia tăng các nguồn năng lượng tái tạo. Trong báo cáo triển vọng năng lượng thế giới năm 2023, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAE cho biết số lượng ô tô điện chạy trên đường trên toàn thế giới sẽ tăng gần gấp 10 lần vào năm 2030. Việc sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, với tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hỗn hợp điện toàn cầu đạt gần 50%. Tuy nhiên, theo báo cáo, nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch sẽ vẫn ở mức quá cao để có thể đáp ứng mục tiêu của Thỏa thuận Paris về việc hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Để giảm lượng khí thải toàn cầu nhằm đáp ứng mục tiêu này, IEA đề xuất tăng gấp 3 lần công suất tái tạo toàn cầu. IAE cho rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đã thay đổi hướng tập trung vào những lo ngại về an ninh năng lượng và việc chuyển sang năng lượng tái tạo là cần thiết về mặt an ninh. Tại Mỹ, hàng chục tiểu bang đang kiện Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, về việc giới trẻ nghiện mạng xã hội. Trong một đơn kiện chung do 33 tiểu bang đệ trình lên tòa án quận Bắc California, Meta bị cáo buộc đã làm tổn hại đến sức khỏe tâm thần của những người trẻ tuổi bằng cách sử dụng các tính năng gây nghiện. Đơn kiện cho rằng Meta đã khai thác các công nghệ mạnh mẽ và chưa từng có để lôi kéo, thu hút và cuối cùng là gài bẫy giới trẻ và thanh thiếu niên với động cơ lợi nhuận. Vụ kiện diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm về việc người tố giác Facebook Fran Hauen tiết lộ rằng Meta cố tình khai thác tính dễ bị tổn thương của những người dùng trẻ để thu lợi bằng cách cung cấp các tính năng gây nghiện nhằm vào trẻ em. Ngày 25 tháng 10, cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc thông báo tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 17 dự kiến sẽ được phóng vào trưa ngày 26 tháng 10 theo giờ Bắc Kinh từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc. Thần Châu 17 là sứ mệnh bay thứ 30 trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc. Ba phi hành gia Trung Quốc sẽ tham gia sứ mệnh lần này sau khi đi vào quỹ đạo.
tàu thần Châu 17 sẽ lắp ghép tự động với mô đun trung tâm thiên hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung, tạo thành sự kết hợp của 3 mô đun và 3 tàu vũ trụ. Phi hành đoàn trên sẽ lưu trú 6 tháng trên trạm vũ trụ và thực hiện một số nhiệm vụ như thí nghiệm thực tế trên quỹ đạo về khoa học vũ trụ và tải trọng ứng dụng, lắp đặt tải trọng ngoài tàu, bảo trì và sửa chữa trạm vũ trụ, đánh giá hiệu suất chức năng quá trình lắp ráp và tích lũy lợi ích của trạm vũ trụ. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, phi hành đoàn Thần Châu 17 dự kiến sẽ quay trở về trái đất vào tháng 4 năm 2024. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.